chống trải. Lê Hoàng Tiền rất khéo, tiếp tục là Lê Hiền Tuyền, đã có tác động nhẹ nhưng trọng tài không vào rồi, không được đi. Điểm gôn 1-0, 1-0 cho các cầu thủ chủ nhà Dương Hà Nam Định. Chúng ta đã bị khuất tầm nhìn nhưng tôi vẫn kịp quan sát thấy Điểm gôn bằng xuống và thực hiện cú đá chéo góc để có bàn thắng mở tỷ số cho Dương Hà Nam Định. Bàn thắng tuyệt vời và đây là niềm vui của các cổ động viên trên sân vận động Thiên Trường. Những hình ảnh rất đẹp. Một lần nữa Diego lại là thần tài, một lần nữa Diego thể hiện được tầm quan trọng của mình đối với đội bóng Thành Nam. Cách đây vài ngày thì Diego cũng là người ghi bàn thắng cho Nam Định nhưng bàn thắng đó không thể giúp cho Dương Nam Hà Nam Định có điểm trước Hà Nội, nhưng ngày hôm nay sẽ là một trận đấu rất khác. Rất có thể bàn thắng này của Diego sẽ giúp cho Dương Nam Định có được trọn vẹn 3 điểm. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, pha bóng chuyền dài và đây là Diego, một pha bóng sở trường của Diego. Tăng tốc, bứt phá, đối mặt và sau đó là bình tĩnh, ngắm nghía và đặt quả bóng một cách gọn gàng, chính xác về phía góc xa. Không cần quá nhiều lực, không cần dùng nhiều sức. Cú chạm bóng vừa đủ, đưa bóng về phía má lưới ở góc xa khiến cho cú xoài người của Thanh Thắng là vô vọng.